Đầu năm 2023, mục tiêu của Việt Nam xuất khẩu khoảng 7 triệu tấn gạo, tương đương với năm 2022 là 7,1 triệu tấn. Nhưng đến hết tháng 11, con số này đã đạt tới 7,8 triệu tấn. Nhiều người tin rằng kết quả cả năm sẽ cán mốc lịch sử 8 triệu tấn, giá trị ít nhất 4,6 tỷ đô la Mỹ. Do sản lượng xuất khẩu cao kỷ lục nên gạo hàng trong dân không còn nhiều. Doanh nghiệp nào còn nợ hợp đồng phải trả thì buộc mua lúa, gạo nguyên liệu với giá cao. Cụ thể, lúa thường tại ruộng khoảng 9.000 đồng một ký, gạo nguyên liệu từ 15.500 đến 16.000 đồng một ký. Cũng vì giá quá cao, phần lớn các doanh nghiệp không dám ký hợp đồng mới, trong khi nhu cầu mua gạo từ các nước vẫn cao, đặc biệt là Philippines và Indonesia. Ở chiều ngược lại, người dân đồng bằng sông Cửu Long đang tranh thủ xuống giống vụ lúa đông xuân với tinh thần càng sớm càng tốt để tận dụng cơ hội giá cao. Theo các doanh nghiệp, vụ thu hoạch rộ lúa đông xuân năm nay sẽ rơi vào giai đoạn sau Tết Nguyên Đán. Vào thời điểm đông ken, sản lượng lớn giá có thể giảm nhẹ một chút. Gạo 5% tấm xuất khẩu còn khoảng 640 đô la Mỹ một tấn, sau đó có thể tăng nhẹ trở lại và duy trì mức cao đến ít nhất là giữa năm 2024. Có thời điểm trong tháng 11, giá gạo Việt Nam cao hơn Thái Lan đến 100 đô la Mỹ một tấn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá gạo tại các nước, đặc biệt là Thái Lan, liên tục tăng, đã rút ngắn khoảng cách đáng kể với gạo Việt Nam. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong 2 tuần gần đây, giá gạo các nước, đặc biệt là Thái Lan, liên tục tăng. Hiện gạo 5% tấm mức 632 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 50 đô la Mỹ so với giữa tháng 11. Trong khi đó, gạo Việt Nam đứng yên mức 663 đô la Mỹ một tấn và cao hơn gạo Thái Lan khoảng 30 đô la Mỹ. Theo ông Nguyễn Văn Đôn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng ở Tiền Giang, trong thương mại thì giá thị trường đi đôi với chất lượng. Giá gạo Việt Nam cao nhất thế giới cho thấy người tiêu dùng công nhận chất lượng của chúng ta tốt nhất trong phân khúc. Ngoài chất lượng, các nước thích mua gạo Việt Nam vì độ tươi mới. Sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu toàn bộ ngay sau thu hoạch xong. Điều này rất phù hợp với thị trường nhờ chất lượng tốt và thời gian dự trữ kéo dài. Còn xét về cung cầu thì do Ấn Độ tiếp tục ngừng xuất khẩu trong khi sản lượng gạo xuất khẩu bình thường của Ấn Độ bằng Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Myanmar cộng lại. Nay các nước ngừng xuất khẩu tất yếu sẽ dẫn đến sự thiếu hụt toàn cầu. Bên cạnh đó là sự tác động của các yếu tố thời tiết khô hạn do hiện tượng El Nino gây ra. Đối với nguồn cung gạo, tờ The Hindu Business Line mới đây dẫn nguồn từ các cơ quan nghiên cứu của Ấn Độ cho biết các lệnh hạn chế xuất khẩu gạo sẽ không được nới lỏng trước kỳ bầu cử vào tháng 4, tháng 5. Đặc biệt, giai đoạn này thế giới sẽ có nhiều tác động về tình trạng khô hạn do El Nino. Hai yếu tố đó sẽ góp phần quan trọng để giá gạo giữ vững mức cao đến giữa năm 2024. Trong khi đó, tháng trước, Ngân hàng Thế giới dự báo giá gạo sẽ không giảm đáng kể trước năm 2025. Cũng để đối phó với cơn sốt giá gạo đang lên trên toàn cầu, ngay một nước xuất khẩu gạo như Thái Lan cũng ban hành chính sách hỗ trợ vốn và lãi suất để người dân tạm trữ ít nhất 5 tháng thay vì bán ngay sau khi thu hoạch.